Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Tìm hiểu rồi mới đọc kỹ sâu và ghi nhớ trong đầu ha, và bắt đầu sưu tầm về chơi. Thì cái phong cách chơi này phải nói là cực kỳ hay luôn. Thì cái dòng rồng Úc này thực ra là ở Việt Nam đã xuất hiện rất là lâu rồi. Dạ được anh. Rồi ở đây mình cùng tao nói chuyện tâm sự luôn. Dạ. Nó xuất xứ từ nước Úc và cái điều kiện mà môi trường sống là sẽ là môi trường hoang mạc. Mình nhận rất là nhiều cái tin nhắn của một số bạn newbie kêu là anh ơi bây giờ em đem ra phơi nắng mà tự nhiên em đem từ sáng chiều cái tự nhiên ngày hôm sau nó chết. Muốn tìm hiểu là bây giờ cái cách nuôi mà mình nuôi hiện tại đây nó có thật sự đúng hay không. Chiếu những cái con bò sát mà đứng dưới nắng mặt trời mà phơi mà nhắm mắt lại thì thực ra tỷ lệ rất là thấp. Thì trước đây mà khi mà em bắt đầu chơi rồng Úc thì em chơi rồng Úc là trước khi em vô 12. Khi vào mùa đông những con rồng Úc sẽ thay vì nó ra cái chỗ cát đó, nó sẽ dùng cái cát đó nó đào xuống dưới để nó ngủ đông. Với cái gen Leatherback này á, nó là một gen trội hoàn toàn á, thì hiện tại là anh em Việt Nam lai tạo ra là con cái không gai nhiều. Đây là một bé siêu bát. Da nó gần như là không có một tí gai nào luôn. Ồ, da giống như thằng lằn luôn. Dạ đúng rồi. Da giống như nó vàng bé luôn. LG luôn. Dạ. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok các bạn, thì bây giờ Quốc sẽ dẫn chúng ta đi lên cái không gian bò sát ở trên kia coi là cái bộ sưu tập của Quốc gồm có những gì ha, và có những cái thông tin bổ ích nào sẽ chia sẻ tiếp với các bạn. Okay. Ok em. Ok, mọi người theo chân mình nha. Rất là hay luôn các bạn, rất là nhiều cái kiến thức. Một lát lên đây có cái này khoe giùm thôi, mình khoe giùm Quốc thôi chứ nó mắc cỡ. Tại lý do tại sao mà Quốc nó có nhiều cái thông tin rất là hay mà hầu như là cũng hơi hiếm so với chỗ khác á. AL 7.0 luôn, cho nên là đọc những cái thông tin từ nước ngoài, nói chung là thông tin từ nước ngoài nó mới nhiều, nó mới đa dạng, nó mới chuyên sâu. Thì nhưng mà đặc biệt hơn là phải có cái sự đam mê tìm tòi học hỏi, phải có một sự đam mê tìm tòi học hỏi, thích đó, tìm hiểu thì mới đọc kỹ sâu và ghi nhớ trong đầu ha, và bắt đầu sưu tầm về chơi. Thì cái phong cách chơi này phải nói là cực kỳ hay luôn, mình rất là ngưỡng mộ luôn. Mặc dù là anh Văn mình kém hơn rất là nhiều, đọc nhiều khi phải Google dịch phải mò, nhưng mà bản thân mình cũng có cái sở thích đó ha, có nghĩa là thích tìm tòi mò ghiền đọc. Ok, vô chủ đề chính ngày hôm nay thì đây là cái không gian bò sát của Quốc. Quốc chơi trước mắt chúng ta nói về BD đi ha, Barrett Dragon đi ha. Ok em. Em có chia sẻ với mọi người đi. Thì cái dòng rồng Úc này thực ra là ở Việt Nam đã xuất hiện rất là lâu rồi. Thì lúc đó là chỉ là những cái dòng bình thường thôi, cái morph normal. Mình bắt cho nó đứng ngồi ở đây được không ta? Ngồi trước đây nè. Dạ được anh. Ngồi ở đây mình cùng tao nói chuyện tâm sự luôn. Dạ. Đứng. Đó. Hôm bữa Quốc cũng đem một bé BD lên chơi với các bạn nhỏ thiếu nhi. Đây này, là bé này. Mình check lên là bé này đây. Ỷ cho mấy bãi. rồng Úc á, thì là mọi người đều biết rồi, ai chơi bò sát cũng sẽ rất là quen thuộc. Tất nhiên là cái tên gọi thì nó xuất xứ từ nước Úc luôn. Nó xuất xứ từ nước Úc và cái điều kiện mà môi trường sống á, là sẽ là môi trường hoang mạc. Nói chung là nó sống khô. Tuy nhiên là theo như một số cái chia sẻ của những breeder, những cái người chơi nước ngoài, thì là họ nói là mặc dù là sống trong môi trường khô nhưng mà rồng Úc lại rất là thích nước. Nó có thể là ở Việt Nam thì các bạn sẽ không có phát hiện ra được cái điều là rồng Úc nó thường hay nằm gần cái chén nước. Nhưng mà ở nước ngoài có một số người ta chơi một cái chuồng to thì cái chén nước của họ sẽ rất là to, thì rồng Úc nó rất là thích nằm trong đó. Nó ngâm trong nước luôn. Dạ, nó nằm ngâm trong nước luôn. Nghĩa là nó có thể nằm đó cả ngày. Không, nó không cần phải đi ra cái chỗ sưởi, nó cứ nằm đó cả ngày luôn. Nó rất là thích cái nước. Cho nên là trong cái môi trường tự nhiên á, thì rồng Úc nó sẽ buổi sáng nó sẽ ở những cái hốc đá, những cái khe mà nó có cái độ ẩm nhất định để nó trú trong đó. Một số mọi người thì là hiểu nhầm ở cái chỗ là rồng Úc nó sẽ cần một cái lượng nắng rất là lớn. Cho nên có một số bạn là thường hay đem rồng Úc ra ngoài nắng ở Việt Nam mình á, phơi cho tới buổi trưa luôn. Thì mình nhận rất là nhiều cái tin nhắn của một số bạn newbie kêu là anh ơi bây giờ em đem ra phơi nắng mà tự nhiên em đem từ sáng chiều cái tự nhiên ngày hôm sau nó chết. Đó là gì, ở nắng ở Việt Nam mình
là thuộc hàng là top những cái nơi mà nắng gắt nhất và cái lượng UV rất là cao. Thì một số anh ở Việt Nam là có cái máy test UV á, test ra thì cái mức UV rất là cao, cao khủng khiếp luôn. Cho nên là cái việc mà mấy bạn phơi từ sáng đến trưa luôn mà không cho nó cái thời gian để nó hạ cái mức nhiệt xuống thì nó sẽ rất là dễ bị sốc nhiệt. Mà một khi đã sốc nhiệt tới mức mà gần chết rồi thì cho dù các bạn có nhắn tin cho ví dụ như anh Nam hay là cho mình hay là cho những anh mà chơi kỳ cụ luôn thì thực ra cũng không bó tay luôn. Dạ, bó tay luôn. Nghĩa là cái mức UV của cái mặt trời Việt Nam nó cao hơn bên nước Úc luôn. Dạ, cao hơn rồi. nơi bản xứ của nó. Dạ đúng rồi. Thì thực ra nếu như mà gọi là cao thì nước Úc vẫn là một nước cao hơn Việt Nam. Ở Việt Nam thì rất là cái tỷ lệ ung thư da bởi ánh nắng mặt trời rất là thấp. Còn ở Úc thì ở bển thì ở lâu các bạn sẽ phải chấp nhận cái việc là tỷ lệ ung thư da bên đó rất là cao. Bởi vì nắng, các bạn đi ra ngoài đường cho dù trời lạnh nhưng mà nắng vẫn sẽ gây ảnh hưởng. Bởi vì là cái lượng UV rất là nhiều. Nếu vậy thì cái nguyên nhân tại sao mà phơi từ nắng tới trưa nó lại sốc nhiệt? Thực ra rồng Úc ở ngoài tự nhiên nó sẽ không phơi nắng thường xuyên. Nghĩa là anh thấy có một số cái nhà keeper em có quen ở trên kênh YouTube là ông Dave, thì là ổng đi thực địa luôn. Nghĩa là ổng muốn tìm hiểu là bây giờ cái cách nuôi mà mình nuôi hiện tại đây nó có thật sự đúng hay không và có phù hợp hay không. Thì ổng đi xong đó ổng mới phát hiện ra là rồng Úc không bao giờ đứng dưới ánh nắng mặt trời 100%. Nghĩa là nó không đứng khơi khơi ra. Ví dụ như anh thấy ở đây trong chuồng là luôn luôn có một cái đèn UVA để sưởi, là nó sẽ chiếu thẳng xuống dưới cái khoảng này. Là cái mảng này là cái khoảng nóng, cái điểm nóng, điểm sưởi. Dạ. Thì ở rồng Úc để có thể tìm được con rồng Úc vào buổi sáng, thường thì cái ông đó sẽ kiếm ở những cái hốc đá, nghĩa là những cái nơi mà có bóng râm, những cái bụi cỏ, những cái nơi mà đa số là không có nắng luôn. Nghĩa là những cái nơi đó là nắng nó đã đi qua rồi, những cái nắng đã đi qua và nó có một cái lượng nhiệt nhất định thì con rồng Úc nó sẽ chui qua đó. Chứ nó không cần nhất thiết là đứng ở dưới ánh nắng mặt trời để sưởi. Thường mà những các bạn thấy ở trên những cái kênh truyền hình á mà chiếu những cái con bò sát mà đứng dưới ánh nắng mặt trời mà phơi mà nhắm mắt lại thì thực ra tỷ lệ rất là thấp. Thường rất là khó bắt được cận cảnh những cái đó, mà thường những con nó đứng nó sẽ không đứng lâu. Nó chỉ đứng cỡ một vài giây là nó sẽ bắt đầu chạy tiếp. Có nghĩa là nhiều khi cái thợ chụp hình người ta chụp cái khoảnh khắc đó thôi. Dạ, chụp cái khoảnh khắc là vô tình nó đứng nó nhắm mắt nhưng mà chừng vài giây là nó tuôn nó chạy chứ không phải nó đứng hoài. Dạ, đúng rồi. Thì nãy Quốc có chia sẻ đó là đôi khi chúng ta suy luận nhưng mà suy luận nó cũng hơi thiếu cái dữ kiện, đâm ra là chúng ta áp dụng nó sai. Thì chúng ta cứ nghĩ là con này nó ở xứ sa mạc Úc và nắng nhiều cho nên chúng ta cho nó phơi những cái giờ mà nắng rất là gắt ha. Thì nó cũng giống iguana vậy các bạn. Nhiều bạn nuôi á để cái chuồng phơi ngoài nắng cũng được, nhưng mà trong chuồng đó phải thiết kế cho đúng kỹ thuật, có nghĩa là nó phải có khu vực râm để khi mà nó nắng quá nó bò qua ha. Để chuồng ngoài nắng gắt cũng được nhưng mà phải có khu vực râm để có gì nó tự điều chỉnh, nó nóng quá nó bò qua. Còn chúng ta để cái chuồng mà khơi khơi coi như là lộ thiên 100%, không có chỗ nào trú hết, thì khi mà nó nóng quá nó kiệt sức rồi, nó muốn đi trốn để nó xả cái hơi ra thì nó không có chỗ nào trốn, thì dẫn đến là nó lả người nó đi, nó kiệt sức. Mà thường thường các bạn biết là cái lả người là không có cứu được, sốc nhiệt nè, đuối nước nè, thấy vậy chứ rất là khó cứu. Tại vì nó cái giống như là ngọn đèn mà dầu mà hết dầu vậy đó, nó cạn rồi, nó không có hồi sức lại được ha. Cho nên là các bạn lưu ý cái chỗ mà phơi nắng, ánh nắng nó cần thiết, cái nhiệt nó cần thiết với bò sát, nhưng mà như thế nào đúng kỹ thuật thì chúng ta cần phải gọi là có cái sự điều chỉnh cũng như là hỗ trợ cho bé nó đúng phù hợp. Dạ. Thì về một cái nữa là đó là anh Nam thường hay nói trên kênh là để mà có thể đem một con bé về thì thứ nhất là các bạn cái điều tất yếu luôn là phải có một cái chuồng. Thì trước đây mà khi mà em bắt đầu chơi rồng Úc, thực ra em chơi rồng Úc là trước khi em vô 12. Lúc đó là chỉ có là một cái thùng nhựa nhỏ thôi. Xong rồi mua kẹp đèn rồi để. Thì một thời gian thì em thấy là cái chuồng này nó không đáp ứng được. Bởi vì con rồng Úc nó không có cần phải cái chuồng mà cứ ánh, nghĩa là cái kẹp đèn đó nó sẽ chiếu thẳng xuống con rồng Úc luôn. Mà làm như vậy thì con rồng Úc nó rất dễ bị sốc nhiệt. Mà với lại nó cái môi trường bên ngoài của Việt Nam là cái thời điểm đó là nó đã bắt đầu vào mùa đông rồi. Thời tiết rất là lạnh, mà cứ nuôi mà không có kín đáo đồ nó sẽ rất là dễ bị phổi. Cho nên là em mới bắt đầu thay đổi cái cách nhìn nhận
thì em mới bắt đầu là sắm những cái chuồng như thế này. Thì có một số bạn hỏi em là ủa anh ơi bây giờ là em chơi bằng thùng nhựa được không, thì em vẫn trả lời là được, không vấn đề gì, nhưng nếu có cơ hội thì hãy sắm một cái chuồng thật đàng hoàng, chứ không phải là bây giờ em bỏ tiền ra một con bét mà chỉ vài trăm ngàn. Tất nhiên là vài trăm ngàn đó là xương là máu của ba mẹ em, chắc chắn em không thể nào kiếm được tiền rồi. Thì để có thể trân trọng cái đồng tiền đó thì em buộc phải tạo một cái môi trường thực sự nó hợp lý và nó giúp cho con bé nó khỏe. Thì đối với lại em nghe một số những người mà đi trước chơi đồng Úc thì vẫn chấp nhận cái loại chuồng PVC này. Bởi vì thứ nhất PVC nó có rất là nhiều ưu điểm. Thứ nhất là nó rất là bền. Có người chơi 10 năm rồi vẫn chưa hề bị bất kỳ một cái sức mẻ gì và có thể trồng cao. Cái thứ hai nó nhỏ gọn, di chuyển dễ. Tuy nhiên cái nhược điểm lớn nhất ở những người chơi cái chuồng PVC đời cũ đó chính là PVC nó giữ nhiệt trong cái môi trường bên trong đây rất là tốt. Cho nên là nếu như mà nóng quá thì con đồng Úc rất dễ bị sốc nhiệt trong môi trường này luôn. Cho nên là bây giờ là hiện tại là các cái xưởng chuồng thì đóng chuồng PVC là đều dùng những cái khe hở này, để nó thoát khe hở này, khe hở ở ba mặt luôn để nó nhanh chóng thoát đi cái lượng nhiệt mà không cần thiết, mà nó chỉ giữ lại một cái lượng đủ để cho con rồng út nó phơi đủ lượng nhiệt để tiêu hóa thôi. Đó thì về cái việc setup này á, thì em sẽ có chia ra hai trường phái. Thứ nhất là những người mà thích sử dụng giấy báo để thứ nhất là tiết kiệm, cái thứ hai đó là có sẵn, nghĩa là cho nên là nó cái việc dùng giấy báo nó sẽ rất là nhanh gọn trong việc dọn dẹp vệ sinh. Dạ đúng rồi, nhưng mà tuy nhiên là con rồng út rất dễ bị dơ. Bởi vì anh biết là nó ị thì nó không thể nào mà nó không đi qua cái chỗ mà nó đã ị rồi được, nó vẫn đi, nó dẫm qua thì rất là dơ. Và thường một số phụ huynh sẽ hỏi em là ủa con bây giờ cái con này mà nó dẫm qua phân có dơ không, thì tất nhiên là nó phải dơ. Cho nên là rất nhiều phụ huynh ngại cho con mình chơi cái dòng này, thứ nhất là bởi vì sợ dơ chứ không phải là sợ gì nó sát sanh hay gì hết. Còn trường phái nữa là trường phái sử dụng những cái lót nền. Thì lót nền ở đây á, thì em khuyến cáo các bạn chơi đồng Úc không được sử dụng cát. Ngay cả những người chơi kỳ cựu ở nước ngoài, những breeder nước ngoài luôn, họ rất ít sử dụng cát. Mà thường sử dụng cát là những người như thế nào? Những người họ chơi ngoài trời. Lý do họ sử dụng cát là họ sẽ lót một lớp cát rất rất là dày. Và ở những cái vùng đó, khi vào mùa đông, những con đồng Úc sẽ thay vì nó ra cái chỗ cát đó, nó sẽ dùng cái cát đó nó đào xuống dưới để nó ngủ đông. Nó ngủ đông. Dạ. Nó đào, nó nằm dưới hang ngủ đông. Dạ không? Đúng rồi, nó sẽ nằm ở dưới đó để là nó ngủ đông. Khi mùa đông mà nằm ở dưới nó sẽ ấm hơn. Dạ đúng rồi, nó sẽ ấm hơn. Và nó nghĩa là cái cát đó là cát dạng giống như là cát đất sét á. Nghĩa là nó sẽ giữ được cái khuôn. Định hình được. Dạ nó định hình được, chứ không phải là cái cát mà giống cát xây dựng của mình. Cát xây dựng mình thì nó mà nghĩa là muốn định hình được cát xây dựng thì nó phải có nước. Nước. Mà nước mà ngủ đông thì mùa lạnh thì nó cũng như không à. Đúng rồi. Đó lạnh. Thì ở nước ngoài thì nó sẽ có mùa đông, cho nên là ví dụ ngoài Bắc cũng vậy, ngoài Bắc thì có chia ra 4 mùa rõ rệt luôn. Thì vào mùa đông thì một số anh em sẽ mua thêm đèn sưởi, nhưng thực ra ở Sài Gòn mình hay ở khu vực miền Nam thì là không cần phải có đèn sưởi. Theo em là không cần đèn sưởi, chỉ cần mỗi ngày bật đèn đều đặn là được. Đúng rồi. Thì mình đâu có mùa đông đâu, ngoài Bắc đồ, khu vực Bắc thì có mùa đông lạnh. Thì mấy anh em mà chơi bò sát ở khu vực miền Bắc á, hơi cực hơn miền Nam chút xíu. Là giờ nó sẽ có cái sự chuyển mùa nó khá là rõ rệt, và cái biên độ về cái nhiệt độ cũng như cái độ ẩm đồ nó rất là rộng ha. Ví dụ như mùa hè có thể lên 40 độ mà mùa đông thì còn có mười mấy độ, thậm chí là mấy độ cũng có nữa. Cho nên là thường thường anh em sẽ có một cái hầm trú, có cái cabin. Hôm bữa mình đi mình cũng có nghe anh admin ở ngoài Hà Nội bên Bon Python là anh có một cái cabin để chuyên nuôi bon. Ở trong đó thì giống như cái vùng tiểu khí hậu set up cái độ ẩm và cái nhiệt độ ở trong đó là nó ổn định quanh năm luôn, thì có như vậy bé nó mới khỏe mạnh được. Chứ còn cái biên độ nó thay đổi rộng quá giữa ngày và đêm và giữa mùa này với mùa kia, nó làm cho con các bạn bé này nó không có sinh trưởng ổn định khỏe mạnh được. Thì giống như bữa mình hồi nãy Quốc có chia sẻ là những cái khe này là những cái khe thoát hơi nè, do trong đây là chúng ta sử dụng những cái đèn. Những cái đèn này thì cái UVB thì nó không có phát sinh nhiệt, nhưng mà cái UVA là nó có phát sinh nhiệt. Nó là cái tạo cái điểm sưởi cho những cái bé rồng út. Nó sưởi nó được tích trữ năng lượng, nó mới có năng lượng, nó ăn uống, nó vận động và nó tiêu hóa thức ăn. Thì đây nói chung cái những cái khe hở này nó là những cái cải tiến để tùy vô cái từng khu vực. Ví dụ như ở Việt Nam mình thì nó nóng quá.
mà sửa thêm cái đèn kia mà không có những cái khe thoát nhiệt này nó sẽ rất là nóng, hơi nó khó thoát ra. Còn ví dụ như ở bên nước ngoài, những cái nơi mà khí hậu nó ôn đới, nó lạnh hơn á, thì nó sẽ không cần sử dụng những cái này, nó hoặc là nó sẽ ít hơn để nó giữ cái nhiệt được cao hơn. Do cái nhiệt độ bên ngoài môi trường nó đã lạnh, còn ở đây mình cái nhiệt độ bên ngoài môi trường nó nóng quá đó, cho nên là phải có hỗ trợ những cái này nó mới thoát nhiệt tốt được. Ok em, có một cái thắc mắc anh cũng hay trả lời với mọi người lắm, nhưng mà anh thì thật sự mà nói anh không phải là chuyên gia về BD mà em mới là chuyên gia rành hơn anh. Thì mọi người hỏi là người ta muốn nuôi BD mà gọi là outdoor 100% luôn được không, ngoài trời 100% luôn không? Thực ra thì về rồng Úc mà gọi là nuôi 100% ngoài trời vẫn được. Ở Việt Nam mình đó. Dạ, ở Việt Nam vẫn được. Tại vì thực ra có một số anh vẫn nuôi rồng Úc, những cái con size to ở bên ngoài được. Nhưng mà những con size baby tuyệt đối đừng nên nuôi ngoài trời. Nguyên nhân? Nguyên nhân là bởi vì nuôi ngoài trời thì mình thường là sẽ sử dụng chuồng lưới chứ không phải là chuồng này. Mà chuồng lưới á, cái nang lưới mà chơi những cái con rồng size nhỏ, chân nó đi nó lọt xuống. Nghĩa là rồng Úc thực ra mà em có một bé baby ở bên đây thì cái chân của nó chỉ là chưa tới bằng cái ngón út. Thì không thể nào mà đi di chuyển được ở trên những cái đó. Mà thường em thấy những người mà nuôi baby mà ở trong những chuồng lưới rất hay bị lỗi móng. Lỗi móng, và một điều nguy hiểm nữa là ở Việt Nam mình rất là sợ chuột. Đúng rồi. Ngay cả anh em chơi igu cũng vậy, là rất là sợ chuột, mà nó chui vô được là nó sẽ dứt luôn. Mấy anh tí này dứt luôn. Mà rồng Úc thì lại nhỏ hơn so với igu. Igu thì anh thì rất là to, mà nó đã còn sợ, mình đã còn sợ, thì những bé rồng Úc mà cỡ một ngón cái này thì là rất dễ đi lẫm luôn, nó lẫm luôn. Cho nên là em thường nói với các bạn là chơi ngoài trời vẫn được, nhưng mà phải luôn luôn theo dõi sát sao, chứ không phải là mình giống như em chơi trong nhà này thì anh không cần phải. Nhưng mà nếu mà nuôi ngoài trời 100% mà trong cái thời tiết mùa mưa này liên tục như thế này thì nó có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của bé không? Dạ đúng rồi, thì trong Úc thì như em nói hồi nãy, thì nếu như mà ở bên nước ngoài, bởi vì thời tiết của họ là không có hơi nước ẩm trong không khí nhiều, cho nên là việc họ nuôi ngoài trời hay nuôi trong nhà nó gần như là như nhau. Còn ở Việt Nam mình thì là khí hậu nóng ẩm trong không khí, ở mặc dù trong thành phố này luôn vẫn có hơi nước trong không khí rất là nhiều. Và đặc biệt là trong cái mùa mưa này á, mà các bạn chơi ngoài trời mà thứ nhất không có đèn và không đủ ánh nắng để cho bé nó tiêu hóa được, thì nó sẽ rất dễ bị những cái bệnh về tiêu hóa. Cái thứ hai nữa là mưa liên tục kéo dài mà không có mái che thì là sẽ rất dễ bị phổi. Đó là cái việc mà thực ra nuôi trong nhà, đối với dòng rồng Úc thì nuôi trong nhà là phương pháp tối ưu nhất. Bởi vì ngay cả những người nước ngoài mà họ trải nghiệm hai cái môi trường khác nhau, họ vẫn đề nghị là khi mà đã chơi rồng Úc rồi buộc lòng phải chơi trong nhà. Chứ không là, nghĩa là nếu như mà anh em chơi ngoài trời thì chấp nhận, anh em phải chấp nhận rủi ro, vẫn sẽ có xác suất bệnh. Mà tất nhiên là anh em chơi thì anh em sẽ phòng bệnh hơn chữa bệnh, mà mình không muốn bé bét của mình nó bị bệnh, rồi tới lúc đó là mình rất là khó và rất là đau đầu. Nói chung là nuôi trong nhà là nó mình control được khá là nhiều thứ, cho nên là cái hạn chế được cái rủi ro về bệnh tật ha. Còn nếu mà nuôi bên ngoài á thì nó nhìn nó cũng sướng hơn. Nhìn cảm giác nó sướng hơn, nhưng mà ngược lại nó sẽ phát sinh rất là nhiều loại bệnh. Thí dụ là bệnh gì? Nếu như mà nuôi ngoài trời thì cái bệnh đầu tiên mà anh em thường thấy nhất đó là bệnh phổi. Bệnh phổi là thường thấy luôn, đặc biệt là những ngày trời mưa. Mà ví dụ như khoảng thời gian gần đây là mưa liên tục, là mỗi ngày đều mưa hết, mà mưa rất là thất thường. Mưa xong rồi có khi là dừng rồi 1-2 phút sau đó lại mưa tiếp. Rồi nắng, các bé xong rồi mưa. Nắng xong rồi mưa. Nghĩa là nó cứ dập như thế thì các bé nó rất là khó thích nghi. Mà thực ra rồng Úc á, cái độ thích nghi trong môi trường bên ngoài của nó rất là kém luôn so với igu. Bởi vì là nó sống ở một cái môi trường mà nó đã khô sẵn rồi, mình đã biết cái môi trường nó rồi, mà đem nó về một cái môi trường nhiệt đới nữa thì nó rất là dễ bị bệnh phổi. Cái thứ hai nữa là về bệnh phổi này thì nó chia ra hai dạng bệnh phổi. Thứ nhất là bệnh phổi ướt và bệnh phổi khô. Phổi ướt là sao? Phổi ướt có nghĩa là các bạn sẽ thấy ở hai cái lỗ mũi nó sẽ chảy ra nhớt. Nó giống như bị sổ mũi luôn, sổ và mũi. Bị cảm của con người mình. Còn phổi khô, cách nhận biết mà thường thấy nhất là các bạn nuôi mà không cho nó bất kỳ miếng nước nào, nuôi khô hoàn toàn luôn. Đó là một sai lầm của các bạn newbie. Các bạn thường nhắn hỏi em bây giờ là bé này nó sống ở cái môi trường khô thì em có cần cho uống nước không, thì em vẫn kêu là ok, vẫn có cho uống nước bình thường. Thì có nên để chén nước trong chuồng không? Có. Tuy nhiên thì em khuyên là đừng để chén nước vô. Các bạn cứ mỗi tuần tắm một lần cho bé, ngâm ấm,
hoặc là ngâm nước là được, không cần phải là cứ bỏ chén nước vô. Thì cái bệnh mà phổi phổi khô á, đó là lý do các bạn nuôi một thời gian rất là dài mà không hề cho nó một giọt nước nào. Nghĩa là các bạn nói là ăn rau thì nó vẫn có nước, mà anh đúng là ăn rau vẫn có nước, nhưng mà nước nó có đủ hay không, nó có đủ cái nước hay không, thì thực ra rau bao nhiêu phần trăm là nước thôi chứ không, nó không phải là nước hoàn toàn đó. Thì cái phổi khô này nó khiến cho cái mắt, hai cái mắt của bé nó sẽ bị đóng ghèn, nó sẽ nhắm hoàn toàn luôn. Đó là cái dấu hiệu đặc trưng nhất của bệnh phổi khô. Có thở khò khè không? Bệnh phổi khô nó sẽ không gây là thở khò khè, có một số trường hợp vẫn thở khò khè, nhưng mà thường sẽ là cái dấu hiệu nhận biết là bị nổi ghèn hai bên mắt hoặc là một bên mắt vẫn là phổi khô. Ok, vậy đơn giản nhất anh em nào mà nuôi BD á, thì Quốc vừa một cái chia sẻ một cái kinh nghiệm rất là hay, đó là dễ bị phổi ha. Cái nguyên nhân á, là nó là ở môi trường nóng khô, khí hậu Việt Nam mình nóng ẩm là sao, nóng thì hai bên đều nóng như nhau, nhưng mà nóng ẩm sẽ đổ mồ hôi ha, còn nóng khô không đổ mồ hôi. Ở Việt Nam mình làm chút xíu thôi là đổ mồ hôi, nhiều khi mới tắm ra thôi là đổ mồ hôi đầy nhóc rồi, đó là nóng ẩm đó. Thì khi mà liên quan tới cái điều kiện thời tiết độ ẩm như vậy thì bé nó nuôi ở Việt Nam thường nó nhất là sẽ bị phổi, mà phổi ướt thì nó sẽ bị sổ mũi ha, chảy nước mũi, còn phổi khô thì bé nó sẽ bị ghèn mắt, đổ ghèn do cái môi trường nó quá khô, nó thiếu độ ẩm đi, mắt nó nhắm nghiền lại luôn, rất là hay luôn. Đây là một cây điều rất là quý giá cho anh em newbie luôn á. Ok em, rồi còn cái gặp vấn đề gì nữa? Bệnh về rồng út thì là cái thứ hai, đó là bệnh nấm. Bệnh nấm này thì hiện tại ở Việt Nam là rất là cảm ơn anh Nam Ngô là đã tạo ra cái sản phẩm là cái chai xịt VIP, thì cái đó nó đã trị gần như là dứt điểm hoàn toàn cái việc mà bị bệnh nấm. Nhưng mà đối với các bạn nước ngoài thì rất là khổ trong cái quá trình mà trị nấm, bởi vì các bạn phải chạy thẳng ra thú y mới có thể chữa được cái bệnh này, bởi vì ở nước ngoài họ không có bất kỳ một cái sản phẩm nào mà để xử lý cái việc mà bị nấm cả. Thì cái việc mà bị nấm á, nếu như mà các bạn ngâm ấm quá thường xuyên, nghĩa là ngày nào cũng tắm mà các bạn không lau khô, các bạn cứ để cho các bé ướt rồi quăng thẳng vô trong chuồng luôn, thì chắc chắn với các bạn rằng là khi mà các bé lọt chắc chắn sẽ bị nấm. Đó là bởi vì hiện tại là ở Việt Nam bệnh nấm ở rồng út tuy là rất là ít nhưng mà không phải là không có, nhưng mà cho nên là cái việc mà các bạn giữ cho các bé luôn luôn trong trạng thái khô ráo, nghĩa là tắm xong các bạn lấy cái khăn lau sơ qua cho bé để bé không phải bị ẩm ướt quá nhiều trên da, thì nó sẽ hạn chế cái việc mà bị nấm. Hay quá. Nấm của BD khó trị hơn nấm Igu ha các bạn ha. Nấm BD nó về nó, chứ nó không phải là cái lớp da bên ngoài nữa, mà nó ăn sâu vô thịt luôn. Nhiều khi nó nếu mà không điều trị để nó sâu nó đổ nước vàng đồ này nọ, nói chung là khó trị lắm. Thì đó kìa, Quốc mới nhắc cái này, chai xịt trị nấm của VIP á, thì nói chung là hồi xưa anh cũng có nuôi rồi, từ những cái vấn đề mà mình gặp được á thì mình mới cho ra đời cái sản phẩm để phục vụ đó. Thì bây giờ tới tay anh em, hỗ trợ cho anh em luôn đó. Thì nó đó là hai cái bệnh thường gặp nhất. Hai cái bệnh thường còn gặp. Còn một bệnh đó là về tiêu hóa. Thì cái bệnh hiện tại là bệnh tiêu hóa này á, có hai nguyên nhân. Thứ nhất là các bạn để chuồng quá dơ. Có một số bạn nuôi những con rồng út, đặc biệt là mình là chơi những bé size to như thế này, mà mỗi lần mà nó ị cục phân ra, nó ị cục phân rất là bự. Mà có một số bạn thì chơi thì có vẻ như nhất mình thấy là bận. Cái thứ hai nữa là có vẻ hơi ỷ y. Lười mà được để chắc từ là lười. Lười để mà nhiều khi thấy cái chuồng mà phân đóng cục mà không thèm dọn. Giống như là kêu là ủa sao này em dọn đi, này đem để dọn lần luôn. Quen chơi vậy thì thôi em đừng chơi, để vậy đó, xong rồi các bé đi nó cứ liếm phân đó, cứ liếm cái phân đó, mà phân để một thời gian nó đâu còn vi sinh nữa đâu. Mà liếm thì nó sẽ bị bệnh tiêu hóa. Cái thứ hai là các bạn cho ăn đồ ăn không có vệ sinh. Khi mà các bạn mua những cái con dán dubia hay là dế về, các bạn buộc phải gut load nó. Giống như hôm bữa là anh Lộc bên Cham có chia sẻ. Thì gut load có nghĩa là các bạn mua những cái thức ăn, những cái con dế, con dán về, các bạn phải lọc qua những cái thức ăn mà mình có, ví dụ như là trái cây, cám, để nó rửa sạch cái ruột nó đi, để nó ỉ hết cái phân ra, thì 24 giờ sau các bạn mới có thể sử dụng cái đó. Vì thực ra các bạn không biết là ở cái trại đó người ta cho ăn cái gì. Để có thể cho ăn giấy cũng có. Nghĩa là chúng ta rộng nó lại. Chúng ta ví dụ như chúng ta nuôi những cái bé mà ăn côn trùng như thế này nè, thì đầu tiên là chúng ta mua dế sâu về đi, thì chúng ta hoặc là dán đi, chúng ta rộng nó lại.
rộng nó lại khoảng 24 tiếng để cho nó, rồi chúng ta cho nó ăn những cái thức ăn mà đầy đủ dinh dưỡng, ví dụ như những cái trái cây, bí đỏ, cà rốt đồ này nọ các thứ, nó sẽ ăn vô và nó ị ra những cái phân cũ ở cái tiệm bán đồ ăn á đó, là nó sạch đi những cái nó đẩy cái phân cũ ra, gọi là chúng ta lọc nó lại ha, lọc loại bỏ những cái phân cũ đi, xong rồi sau đó nó sạch sẽ rồi chúng ta cho những bé này ăn thì nó sẽ tốt hơn, nó gọi là nó sạch sẽ hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó cũng được hấp thụ những cái giá trị dinh dưỡng về mặt thực vật á, khi mà mình cho bé này nó con dế nó ăn cái cà rốt đó, nó được hưởng cái vitamin từ cái cà rốt rồi này nọ, thì cái bé này nó ăn vô nó cũng được tiếp nhận cái vitamin từ cà rốt luôn đó. Đúng, đó là cái công dụng của nó rất là hay như vậy. Yeah. Thì ở đây có thằng lính thì nó sung quá. Dạ, đúng rồi. Quốc mới lấy cái tấm này che lại, chứ còn không nó mở ra nó thấy mấy bạn này nó nãy giờ nó làm đùng ở đây nè. Đó, chúng ta che lại. Con này thì là sung nhất ở chỗ em luôn. Sung, anh sung cái râu ở dưới anh đen rồi lên. Dạ đúng rồi. Cái này cũng là một đặc điểm luôn, thì rất là khó nhận biết lúc mà các bé rồng út bị bệnh vẫn bị râu đen luôn. Chứ không phải là chỉ có sung râu vẫn đen. Nhưng mà bệnh á là cái râu nó đen thui thùi lùi luôn. Bệnh là nghĩa là nó không có sung gì đâu, nghĩa là cái này là râu đen nhưng mà nó vẫn chạy nhóc lung tung tung. Còn kia nó nằm nó nằm yên chỗ luôn, là các bạn phải biết là con rồng út này nó đã có cái gì đó rồi. Ừ. Nhìn vô là phải biết. Dạ. Dạ, đối với rồng út á bị vấn đề tiêu hóa đó là nó biểu thể hiện ra bên ngoài nào em, nó có bị teo đuôi theo kiểu gì không? Thì đối với rồng út mà bị teo đuôi, thực ra teo đuôi đó là một cái bệnh luôn chứ không phải là tiêu hóa sẽ là bị teo đuôi. Nghĩa là trong quá trình tiêu hóa, quá trình bị rối loạn tiêu hóa nó vẫn biểu hiện ra là bị teo đuôi một chút. Tuy nhiên là có một số con thì là nó teo đuôi theo cái kiểu là nó bị bệnh về cái gì đó thì mình không biết. Đối với những cái dòng ví dụ như là Leatherback này á, rất khó, một số anh em sẽ rất là lo khi mà anh em thấy nó lòi hai cái cục xương này ra. Bởi vì dòng Leatherback con nào cũng sẽ lòi hai cục xương này ra. Leatherback là cái gì? Dạ. Mình nói sơ qua về Leatherback có nghĩa là ở trên cái lưng. Đây các bạn, đây là một bé rồng út bình thường, rồng bình thường luôn, thì cái trên cái lưng của nó anh R rất sẽ thấy là có gai, có cái độ nhám nhất định. Nó có cái độ nhám. Đây gai, những cái gai này bạn, đây là dòng bình thường ha, cái kiểu hình bình thường bên ngoài của cái dòng BD á, Bearded Dragon á, là nó sẽ gai lưng, gờ vô nó nhám sạm luôn. Nó giống như cái vỏ trái mít vậy các bạn, gờ vô giống vậy đó. Dạ, vô nó giống vậy đó. Dạ đúng rồi. Còn về Leatherback á, Leatherback là cái lưng của nó sẽ mịn luôn. Như là gai của nó sẽ hạ xuống gần như là micro luôn á, như là nó sẽ nhỏ cái gai lại đó, gần như bằng không. Giống như cái dòng này á, thì gai nó nhỏ hơn. Dạ. Đó, gai nó nhỏ hơn. Thì đối với cái gen Leatherback này á, nó là một gen trội hoàn toàn. Nếu như mà mấy bạn like một con Leatherback với một con không có Leatherback, tỷ lệ con trên 50% vẫn có thể ra Leatherback được. Nhưng mà đối với anh em á, thì anh em sẽ thích việc là con cái có Leatherback và con đực không có Leatherback hơn. Bởi vì con đực khi mà anh phối á, thì nó có gai, nó sẽ tạo ra bầy con là vừa có gai vừa không gai luôn. Nhưng mà nếu như mà con cái mà nó có gai mà con đực không gai á, thì hiện tại là anh em Việt Nam lai tạo ra là con cái không gai nhiều, quá nhiều. Mà bây giờ mình đã có một giống như em này, em có một con đực này là không gai, mà giờ con cái này không gai nữa, lai ra nó sẽ có thể ra siêu bác. Nhưng mà siêu bác á, trên thế giới không chuộng cái dòng này. Không chuộng. Chỉ có anh em Việt Nam là chơi á, có một số anh em thì thực ra rất là thích, muốn trải nghiệm thử là tại sao nó khó. Thì có một số anh em đã chơi cái dòng siêu bác này là nuôi tới size to luôn. Siêu bác có nghĩa là da nó mịn luôn đúng không? Dạ đúng rồi, da như em bé. Da đây, nó... đây có bé baby của em. Da nó là không có gai luôn. Để em lấy ra cho mọi người coi. Đây là một bé nó dữ. Nhỏ mà dữ. Đây là một bé siêu bác. Da nó gần như là không có một tí gai nào luôn. Ồ, da giống như thằng lằn luôn. Dạ đúng rồi. Da giống như nó như vàng bé luôn. LG luôn. Dạ. Quay. Dạ. Nó thế nào? Đây hai cái màu da, hai cái kết cấu da nó khác hẳn luôn. Đó, một cái này là có gai ha, còn cái này là mịn luôn. Mịn luôn. Đó. Mà nó nằm cái bẹp bẹp ra, tướng cái ghét không? Dạ. Mấy baby nhìn thấy cưng á. Cái nằm bẹp ra luôn. Dạ, cái siêu bác này nó cũng khá là khác với lại cái Leatherback. Là Leatherback vẫn có gai, nhưng mà là gai ở hai bên sườn. Còn cái siêu bác á, là nó như là nó là lụa luôn. Lụa, nó rất là mịn luôn. Thì một số anh em lý do tại sao anh em không thích cái dòng siêu bác này. Bởi vì ngay cả bên nước ngoài cũng không thích luôn. Bởi vì thứ nhất nó rất dễ bị bệnh.
Nó điều kiện chăm sóc của nó phải đảm bảo nghiêm ngặt là nhiệt độ không được quá cao và không được quá ẩm. Quá ẩm ở đây là nó vẫn cần độ ẩm nhiều hơn so với những con rồng út khác, nhưng mà không phải là quá mức chịu đựng của nó. Nghĩa là rất là khó, cho nên anh em nghe tới cái việc mà siêu bác chăm khó, cho nên anh em không có chịu mua, không mà có chịu đầu tư. Phần lớn mà nghe tới khó đó thì đại đa số sẽ né nó ra. Dạ đúng rồi. Nhưng mà vẫn có một cái số nhỏ là muốn thử thách bản thân mình phải chinh phục được nó. Dạ, cuộc chơi lúc nào nó cũng phải có hai dạng vậy. Dạ đúng rồi. Có một số anh em thì chơi cái dòng siêu bát này mà chơi tới size to thì nhìn nó màu nó lại sáng hơn so với những bé mà có gai. Màu nó rất sáng và nó thể hiện đúng cái bản màu của rồng út luôn. Cho nên là có một số anh em vẫn chấp nhận bỏ một số tiền ra để thử thách bản thân. Hay chinh phục. Thì thực ra là bé siêu bát này á, mình chăm thì mình thấy nó thực ra không khó. Chỉ là anh em chỉ cần mỗi ngày những bé baby như thế này, mỗi ngày anh em bỏ ra 5 phút để ngâm ấm. Xong rồi anh em lau khô, xong rồi anh em xịt một cái lớp VIP của anh Nam á lên để nó dưỡng cái phần da. Nghĩa là siêu bát nó sẽ lột da rất là thường xuyên. Nghĩa là mỗi tuần nó sẽ lột một cái lớp da mỏng. Thì nếu như mà anh em không ngâm ấm nó sẽ rất dễ bị thắt vỏ chai. Thắt vỏ chai cái lớp da cũ. Cho nên nhìn anh em nhìn nó rất là tội luôn á. Đối với những nghĩa là cái lớp da cũ nó chưa bung hết thì cái mà chúng ta nó chưa có lột ra được á, rồi nó lại lột tiếp lần hai nữa, cho nên là cái cũ nó chồng cái mới rồi nó níu nhau. Thấy không? Nó không có bung ra được. Ok. Rồi trong cái giới chơi của mình á thì người ta thích cái kiểu da nào nhất, thích cái kiểu normal này nhất hay là cái kiểu này hay là sao? Thì nếu như mà nói về kiểu da thì cả hai kiểu da đều được chuộng như nhau. Tại vì thực ra nếu như mà nói leatherback, nếu như leatherback là một gen lặn thì người chơi sẽ không thích cái leatherback. Tuy nhiên chớ trêu là leatherback lại là một gen cực kỳ trội. Nó không phải là, nghĩa là anh sẽ không tạo ra được một con head leatherback đâu. Vẫn có nhưng mà cái tỷ lệ ra head leatherback đó là của America leatherback. Thì đó là cái dòng mà thực ra ở trên thế giới này vẫn chưa lai tạo ra được nhiều. Cái đó thì là một cái gen lặn thì sẽ tạo ra được head, nhưng mà leatherback bình thường này á nó là một gen trội. Hiện tại là rất là nhiều người lai tạo ra leatherback rồi, cho nên là anh em có rất là nhiều sự lựa chọn. Thì anh em ví dụ như anh em không thích leatherback, anh em có thể lựa chọn một con không có leatherback. Hoặc là anh em thích một con leatherback, anh em vẫn có thể chọn được. Nói chung là hiện tại rồng út rất là đa dạng luôn và số lượng rất là nhiều, cho nên là anh em có rất là nhiều sự lựa chọn để mà xuống tiền. Như cá nhân anh là anh thích dòng gai dày. Dạ. Dòng cái gai này nó đúng cái bản chất của con nó hơn. Dạ. Với lại anh hình như là nếu mà mình nuôi đúng đầy đủ dinh dưỡng là những cái gai này nó sẽ mọc to và nó chỉ ra ngoài, nó cứng đúng không? Thực ra thì rồng út nó khác với eagle ở chỗ là eagle của bên anh thì là cái gai nó khi đủ dinh dưỡng nó mới dựng đứng lên. Còn gai của rồng út thì nó luôn luôn trong trạng thái như vậy. Bởi vì cái gai của nó là nó là chất sừng. Nó giống như cái móng tay móng chân vậy, nó mọc ra như vậy để nó thứ nhất là để nó chống lại những cái rồng út trong tự nhiên á, nó sẽ chui vô những cái bụi gai mà để nó tránh những cái săn mồi. Thì cái gai này thứ nhất là nó dạng giống như là một lớp áo giáp để nó ngụy trang, nhìn ví dụ như những con săn mồi nó nhìn mơ mơ nó sẽ thấy là trong cái bụi này không có gì hết. Nó là bình thường luôn. Trong tự nhiên thì sẽ không có những màu đỏ như thế này. Nó chỉ có cái màu hơi đen như thế này. Tại vì những cái bụi gai đó nó sẽ đa số là những cái bụi gai là chết, nó sẽ có màu đen. Và khi mà những con săn mồi nhìn vô nó sẽ thấy là cái màu nó như nhau hết. Đúng rồi, anh thấy những cái hình chụp mà trong tự nhiên là nó đen thui lùi. Dạ đúng rồi, nó đen thui lùi. Thì cái dòng normal đó hiện tại là cũng gần như là thất truyền ở Việt Nam rồi. Thất truyền luôn. Dạ, giờ chơi mấy dòng đột biến. Ngay cả những người nước ngoài luôn họ cũng ít khi đụng tới cái dòng normal lắm. Nói chung dòng normal hiện tại bây giờ gần như là biến mất ở giới chơi của rồng út luôn. Giờ mà ai mà còn giữ được con normal là rất là nổi tiếng luôn á. Thật sự luôn. Nghĩa là mặc dù cái dòng đó là nó rất chia bình thường luôn, nhưng mà nói chung là nó đã thành một cái gì đó quý hiếm rồi. Thật ra nó cái gì cũng vậy, bạn Eagle cũng vậy, nhưng mà Eagle hiện nay Red nó vẫn còn, nhưng mà cũng có một cái dòng nó tương tự bên Eagle á, dòng Honduras á. Ngày xưa Honduras nó cũng nhiều, nhưng mà đầu mình like, có nghĩa là hiện nay là cái dòng Honduras á nó không có thuần chủng, nó không có thuần nữa, mà đa số nó đã like qua với con green bình thường rồi. Honduras thật ra nó là con green bình thường, nhưng mà nó ở đảo Honduras thôi, nó cũng có những cái đặc điểm riêng của nó lạ. Nhưng mà ngày xưa thì Honduras về Việt Nam cũng nhiều, nhưng mà sau đó anh em bắt đầu cho Honduras phối với green đó, tại vì nó cũng tương đồng với nhau thôi. Thì
đa số bây giờ là con Honduras nó lai lai chứ nó không còn gọi là 100% máu thuần của Honduras nữa, thì nó cũng giống giống như con normal bên này. Có nghĩa là ngày xưa nó tại vì normal mà normal thì nó rẻ, nó thường nó là cơ bản nhất. Rồi sau này anh em bắt đầu nâng cấp lên những cái mộp cao hơn là không ai ngó ngàng tới con normal hết, thì từ từ nó rụng rồi riết lại giờ nó giống như nó mất tích luôn. Yeah. À, nó là nó kiểu dạng vậy. Mộp tụi này chắc giờ cũng nhiều lắm mà ha. Nếu như mà nói về mộp thì tất nhiên là nó sẽ rất rất là nhiều. Mỗi cái gen nhiều hơn khi mỗi cái gen khi mà nó kết hợp với nhau nó sẽ tạo ra một mộp mới. Thì cái này mọi người phải phân biệt được nha cho mình là gen và mộp nha. Mộp có nghĩa là cái kiểu hình bên ngoài của một con rồng Úc. Còn gen có nghĩa là trong cái máu của con này nó chứa những gen gì. Ví dụ như con này là Leatherback H2PO, có nghĩa là trong máu của nó có H2PO và gen Leatherback. Nghĩa là khi mà các bạn phối con này với một con 2PO nó sẽ ra là bầy con có 2PO. 2PO á, có một số anh em hỏi mình là làm sao phân biệt được 2PO. 2PO là cái móng của nó sẽ full trắng. Trong khi móng con này là màu đen thì nó sẽ không có 2PO. Con này là H2PO. Còn một con mà có 2PO á là cái bé đực bên này. Cái bé đực bên này để em qua bên đây để em bắt ra. Hay không các bạn? Coi đã luôn. Hay không? Quá đã luôn, quá nhiều điều hay luôn. Đây. Này ra cá bắt đầu nó sung. Nó che mắt này. Đây, mọi người nhìn kỹ cái móng cho mình nha. Cái móng màu trắng từ trên xuống dưới luôn. Không có một tí đen nào. 2PO á. Đây là mộc 2PO melanistic màu. Nghĩa là cái 2PO này á nó sẽ khiến cho con rồng Úc nó giảm đi cái sắc tố đen. Mọi người thấy là chỉ còn hai đen á hai bên cái vai của nó thôi. Còn lại những cái gì á đen đen nó chỉ ở chóp đuôi, còn trên người của nó đa số là sẽ không còn màu đen, trong khi con này nó không có 2PO nó sẽ còn đen trên người. Đó. Còn một mob nữa mà hiện tại là anh em Việt Nam cũng rất là đánh mạnh. Đó là cái gen chứ không phải là cái mob. Cái gen đó là translucent. Translucent á có nghĩa là cái gen đó sẽ khiến cho con rồng Úc nó kích màu được tốt hơn. Nó sẽ tăng cái độ đậm của cái màu. Ví dụ như một con red, ví dụ như con red này với con red này thì nó con nào mà có gen nó sẽ luôn đẩy cái mạnh cái màu red lên tới mức tối đa, nghĩa là con đó nhìn rất là đỏ. Và thường anh em hiện tại là đang rất ưa chuộng cái màu cái gen chen này. Lai tạo ra giờ cũng rất là dữ dội cái chen luôn. Đâu em lấy tờ căn giấy đi. Cắt cái khúc này. Đâu cần để đâu ngoài chúng đâu. Nói về gen của bộ gen đồng Úc á thì nó đa dạng hơn là Igu ha. Thì có một cái ví dụ thôi là bên đồng Úc á là có những cái con gọi là cái gì tự nhiên quên rồi ta. Đốm đốm gọi là cái gì quên này. Con đốm đốm hai màu á, nhiều màu á. Cái con đó gọi là Paradox. Paradox. Bên Igu vẫn chưa có Paradox ha. Thực ra thì hiện tại là nếu như mà nói về Paradox á thì nó là một đột biến tự nhiên. Nó giống như con Dracula với con zombie của anh á. Là thực ra là cái con đó là lai giữa hai con 2PO gen với nhau. Mà tuy nhiên trong giới chơi rồng Úc này thì việc lai hai con có gen gen với nhau là điều cấm kỵ. Ngay cả nước ngoài họ luôn luôn khuyến cáo là head gen lai với head gen hoặc là gen lai với head gen thì nó sẽ an toàn hơn cho bầy con. Có những người họ bỏ qua cái điều đó, họ muốn thử thách bản thân là ủa bây giờ tao thích like con chen với con chen thì mày làm gì được tao. Họ vẫn like và tỷ lệ ra được con Paradox từ cặp 2PO chen là chưa tới 5%. Cho nên là con Paradox rất là có giá luôn. Rất có giá, rất có giá. Và còn một điều mà khiến cho con Paradox có giá và siêu hiếm ở một chỗ là ở Baby các bạn sẽ không hề biết nó là Paradox hay là bình thường. Bởi vì nó chỉ xuất hiện Paradox khi nó đã đạt đến mức 25cm trở lên. Nghĩa là trong khoảng thời gian đầu, cho dù anh có bán cho người ta cái con như vậy, anh kêu nó là một cái mọt gì đó thì người ta sẵn sàng xuống tiền. Nhưng mà tới một thời gian cái tự nhiên ta mua về, người ta thấy là ủa anh ơi sao giờ nó đổi màu nhìn đẹp quá. Thì lúc đó bạn mới thấy ủa. Cho nên là rất là rủi ro luôn. Nghĩa là Paradox, đó là lý do tại sao Paradox. Thứ nhất là mấy breeder người ta có nhưng mà người ta không bán, người ta để lại.
Và Paradox nếu như mà vẫn tiếp tục được sinh sản thì hiện tại là ở thế giới vẫn chưa sinh sản ra được, mà nếu như mà lấy một con thường phối giống Paradox vẫn chưa biết được sản phẩm nó ra cái gì hết. Vẫn đang là điều bí ẩn, chờ mọi người tới khai phá. Thì con Paradox đẹp lắm bạn, trên mình nó có hai màu ha, thường thường là thấy màu màu xám với màu đỏ, đúng không? Trắng đỏ. Đó, nó đốm 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 nhìn nó rất là hay. Bên Ego thì chưa có đó, đây của Paradox đây. Đó. Đây là một bé Red Paradox. Nhưng mà sức khỏe nó yếu đúng không? Yếu hơn Paradox là sức khỏe yếu, và em có quen một đứa em ở ngoài Đà Nẵng thì nó đang sở hữu một bé Paradox nhưng mà vừa mới chết thì nó nói là sức khỏe rất là kém luôn. Okay. Để có thể nuôi mà một con Paradox lên được tới size khủng như như bé này, 45 cm, thì thực sự rất là khó. Bởi vì căn bản các bạn phối hai gen lặn với nhau, hai gen chen là một gen lặn, thì cái việc mà các bạn phối hai gen lặn với nhau, sức khỏe của bầy con thực sự rất là yếu và rất là khó chăm. Nên không ai đánh đổi cái xác suất mà 50-50 như vậy để mà tạo ra cái giá trị kinh tế hết. Đối với những người mà ta chơi theo kiểu là đam mê thì chắc chắn là có một số người vẫn sẽ thử thách như thế. Nhưng mà những người mà xem cái này là một cái gì đó liên quan đến kinh tế thì là không có mạo hiểm. Đó là không có đạt hiệu quả cao. Dạ, đúng rồi. Có cái bên này có con Zero cũng đẹp. Dạ đúng rồi, Zero. Tuy nhiên là Zero hiện tại nó đã bị anh em đao giá quá nhiều. Bởi vì mọi người hiện tại làm mặc sức lao đầu vào làm Zero. Lúc trước Zero có giá là 8 đến 9 triệu một con size to. Hiện tại giá của nó chỉ còn size baby chỉ còn có 2 triệu rưỡi tới 3 triệu một con thôi. Là Zero một rất là cao luôn. Có một số bạn like ra được tạo ra được là hai bô Zero hoặc là hai bô Zero Chen hay là hai bô Zero Chen Leatherback luôn. Nhưng mà giá cũng chỉ có cỡ đó, không thể hơn được. Câu chuyện muôn thở của anh em Việt Nam. Thực ra Ego thì em thấy là với rồng Úc cũng như nhau luôn. Nhưng mà rồng Úc thì hiện tại là mặc dù là số lượng người like tạo không nhiều, nhưng mà hiện tại là có một số bạn newbie á, chấp nhận bỏ một số tiền lớn mua sinh sản xong rồi bán một cái giá rất chi là thấp. Có một số bạn bán mà 300.000 một con, 250 vẫn bán. Mà hồi xưa thì lúc mà em chơi dòng Ego, dòng rồng Úc này đời đầu luôn là 800-900.000 một con baby, rất là nghĩa là rất là đam mê luôn là mới dám xuống cái đợt đó tiền. Mà hiện tại bây giờ những bạn newbie bỏ ra nghĩa chỉ cần nhìn ăn vài hôm là có được một con rồi, nhưng mà có một số bạn lại suy nghĩ là bây giờ đem con bét về không có chuồng làm đại cái chuồng, thì đó là một cái suy nghĩ rất là sai lầm và nó gây ảnh hưởng tới cái đam mê. Có một số bạn tự nhiên nuôi chết xong cái rồi quay qua hỏi em là tại vì em không có cái số chơi với bé này, không có duyên. Nói tại vì căn bản ngay từ đầu em đã không coi nó là người bạn của em thì tất nhiên là nó có đi hay nó không đi thì căn bản là bây giờ em nói với anh vậy, nhưng mà trong lòng em căn bản nó đã không quan tâm tới điều đó rồi. Thì cái này là câu chuyện muôn thở của anh em Việt Nam luôn. Có nghĩa là cứ làm thì làm nó ầm ầm, quan tâm không quan, cứ làm theo số lượng xong rồi ra được số lượng là cái gì lại bán đao giá xuống. Làm nhiều hơn mà thu về ít hơn. Nè, câu chuyện buông thở luôn. Các bạn thấy hồi nãy giờ Quốc chia sẻ đó, có thể nói nãy giờ mấy chục phút, nhưng mà để có được những cái kiến thức, những cái trải nghiệm đó là phải bỏ rất là nhiều cái thời gian để mà đọc tài liệu rồi bắt đầu trải nghiệm. Đâu phải mình đọc xong rồi mình áp dụng ra ngoài thực tế liền đâu, mình trải nghiệm ở cái môi trường Việt Nam này nó sẽ gặp những cái vấn đề nó phát sinh khác, rồi mình phải điều chỉnh lại cho nó hài hòa. Nói chung rất là nhiều thứ, rất là nhiều cái đam mê công sức ở trong này. Cho nên á, khi mà chúng ta tạo ra được một cái sản phẩm hoặc là thậm chí là những bé chúng ta đang chăm như thế nào, chúng ta rất là quý nó như những người bạn vậy đó. Thì khi mà nhìn thấy những cái người khác mà người ta chăm không đúng cách, là chăm bỏ bê, lười làm biếng, hoặc là bán buôn phá giá đẩy cái giá trị nó xuống thấp đồ á, thì rất là đáng tiếc luôn. Nhưng mà cũng khó can thiệp lắm, chỉ có thể qua những cái clip này chia sẻ với các bạn những cái kiến thức, rồi những cái gọi là cái ngọn lửa như này, để chúng ta có một cái tư duy khác cho cái chuyện cho cái cuộc chơi này ha. Đó, chứ còn can thiệp vô sâu thì cũng không có đủ khả năng để can thiệp vô sâu, và chỉ muốn tâm sự vậy thôi đó. Rất là cực chứ không phải là rất là đơn giản đâu. Đó, thì nếu mà chúng ta coi nó là một người bạn, chăm sóc cho nó tốt, rồi có những cái yêu thương này nọ, thì chúng ta sẽ không cư xử theo cái kiểu mà rồi 250, 200 coi như bán đổ bán tháo bán coi, mà những cái con đó các bạn biết rồi, nó sẽ bệnh tật rồi nuôi tầm bậy tầm bạ, về tới tay người kia cũng chết, cũng phát sinh bệnh ngộ lắm. Ví dụ như
nó sống dơ quen rồi, phải không? Nhiều khi nó nuôi ở cái nhà người đó sống dơ rồi này, họ quen rồi, nó không có bị bệnh đâu, nhưng mà mình bắt về mình chăm lại đàng hoàng, đổ ra một đống bệnh. Dạ, nó là vậy. Còn ví dụ như mình nuôi bài bản như thế này, từ cái cách chăm sóc, từ những cái lịch trình chăm sóc rồi thói quen ăn uống mỗi ngày nó đã chuẩn bài như vậy rồi, về bạn ví dụ như bạn tìm hiểu từ cái cách chăm sóc của Quốc sẽ chỉ cho các bạn, về các bạn áp dụng theo vậy là nó thích nghi luôn, nó khỏe mạnh luôn. Yeah. Ha, còn ví dụ như chăm sóc từ cái chỗ bán chăm sóc quá tệ đi, rồi đầu về bạn chăm sóc nó đúng lại á, yeah, thì nó cũng sẽ phát sinh ra một đống bệnh luôn. Đó, ok, cái đó cũng là một cái lý do mà em, thứ nhất là em ngại việc gọi là xử lý những cái vấn đề có khi mà các bạn mua của một người khác. Ví dụ như các bạn mua từ những người quen, ví dụ như mốt mà ví dụ như em có chơi tới Igu, thì ví dụ như các bạn có thể hỏi em, ví dụ như em trải nghiệm qua thì em sẽ đáp ứng được. Ví dụ như em mua của anh Nam thì em sẽ biết là anh Nam chăm như thế nào, điều kiện như thế nào, thì em có cái kinh nghiệm đó em chia sẻ lại. Hoặc là ví dụ như em mua của những cái anh quen chơi những bé rồng út này, thì nói thì bây giờ mình chăm như thế này nè, bạn xem coi được như thế nào không. Tự nhiên các bạn mua của những cái người mà ngay cả bản thân em cũng không biết người đó là ai, xong rồi các bạn lại quay qua hỏi là bây giờ con của em nó bị như thế này, bây giờ có cách nào không, thì thực sự lúc đó là mình, thứ nhất là mình chịu thua, là người đó chăm như thế nào mình cũng không biết, đúng, cho ăn uống cái gì chăm như thế nào sao? Cái thứ nhất là ví dụ như ngay từ đầu các bạn chăm nó đã không đúng, mà các bạn cho nó sống ở môi trường không đạt tiêu chuẩn, rồi các bạn chờ tới lúc nó bệnh thiệt là nặng mà gần đất xa trời rồi đó, các bạn mới quay qua hỏi. Thì lúc đó là như một số anh lớn mà ví dụ như họ nghiêm túc trong cái quá, trong cái đam mê của họ, họ sẽ nói một câu là anh không tiếp, bởi vì anh đã nói trước là phòng bệnh hơn chữa bệnh, và anh đã nói là ví dụ như em biết là em nuôi bé này thì em phải đảm bảo được toàn diện mọi thứ, những cái vật dụng cần thiết cho bé, chứ không phải là tới lúc mà bé sắp chết rồi thì em mới mua, tới lúc đó là cho dù có là thần tiên cũng không thể nào cứu được, mà tới lúc đó là tự nhiên mình lại đẻ thêm tiền, tự nhiên lúc đầu mình mua rất là ít tiền, tự nhiên lại đẻ lúc mà gần bệnh thì nó lại thêm tiền thuốc, rồi tiền đi chữa trị, rồi tiền thú y, tiền siêu âm, phát sinh một đống thứ. Cái tự nhiên đâm ra các bạn nản, tự nhiên nản xong các bạn kêu nói mình là ơ chơi này sao khó quá, chơi này gì, trong khi mình chăm bao nhiêu đây con, mình đâu mất thời gian đâu, ngày là mình ngồi buổi sáng có 1 tiếng đồng hồ là mình đi lên lầu rồi. Quan trọng là chúng ta set up cái môi trường sống đó các bạn, môi trường đúng là nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ ít bệnh tật rồi đó. Set up cái môi trường sống đúng là nó sẽ ít bệnh tật rồi. Rồi chế độ dinh dưỡng này nọ cung cấp thêm mà nó đúng là rất ít bệnh tật. Giống như bên cha mình cũng có chia sẻ nhàn lắm, những bé này cũng vậy. Nhưng mà ok, nãy giờ còn rất là nhiều luôn, nói cả ngày cũng hết luôn các bạn. Nhưng mà mình rút lại đi, bây giờ em ở đây em chế độ dinh dưỡng cho bé nó là em cho ăn sao? Về chế độ dinh dưỡng của các bé thì là mỗi ngày em sẽ cho mỗi bé một con dán Dubia. Thì dán Dubia em có chuẩn bị ở đây. Dán Dubia là như thế này, là mỗi ngày mỗi bé sẽ được một con Dubia. Và một ít rau là em sẽ sử dụng rau muống, bởi vì thứ nhất là rau muống là rẻ, thứ hai dễ tìm. Thì mình lặt cái lá là mình cho bé ăn, cắt nhỏ ra để các bé ăn. Thì các bé rồng út này thì theo em tìm hiểu từ những anh lớn thì các anh nói là cho ăn rau muống thì các bé sẽ sung hơn, đặc biệt là con đực. Thì cho nên là các bạn, đối với những các bạn chơi những cái con size baby á thì các bạn nên cho ăn đạm nhiều. Còn size lớn thì nên 50-50. Rau một nửa rồi dán một nửa, nhưng mà dán nó sẽ phải ít hơn. Bởi vì dán Dubia này á, nếu như mà một số bạn nhìn mình cái xong kêu là ồ mày cho ăn sang quá, nhưng mà đúng thiệt, dán Dubia này rất là mắc tiền. Chứ không phải là rẻ. Nếu như rẻ thì các bạn sẽ có thể mua dế cũng được, hoặc là mua sâu, nhưng mà mình hạn chế cho ăn sâu đi, sâu nó cứng lắm. Dubia này chất cái dinh dưỡng nó cao thì mình nên cho ăn ít lại thôi, bởi vì là cho ăn quá nhiều, thứ nhất là các bé sẽ bị béo phì, mà rồng út béo phì á, đặc biệt là con đực, khi mà phối nó sẽ không, cái tinh trùng nó không tốt, nó không khỏe. Con cái mà khi mà nó ôm trứng mà nó bị béo phì nó sẽ rất dễ bị tắc trứng. Đó là cái việc mà mình nghĩ các bạn nên hạn chế cho ăn Dubia nhiều. Này là dán Dubia các bạn, con dán này đặc biệt á, là thứ nhất á, là nó không có cánh, nó không có bay được. Thực ra mà dán Dubia nói nó có cánh thì nó vẫn có cánh. Vẫn có cánh hả? Nhưng mà đây là những bé Dubia size thịt, nghĩa là size thương phẩm, còn có cánh khi mà lớn hơn chút xíu mà size sinh sản là con đực sẽ có cánh. Nhưng con cái vẫn không có cánh. Vẫn không có cánh. Chỉ có con đực có cánh thôi. Thì
trong cái quá trình nuôi dán Dubia thì một lát nữa mình sẽ giới thiệu qua về Dubia. Okay. Thì là con đực nó sẽ tối nó sẽ bay, buổi sáng nó sẽ không bay đâu. Buổi sáng anh mở ra, cho dù anh mở cả nguyên một ngày tới chiều nó không vẫn không bay, nhưng mà buổi tối lúc mà nó hoạt động á nó sẽ bay đầy nhà luôn. Nếu hoạt động về đêm bay, đúng rồi, dán nó hoạt động về đêm. Ok, thì những cái bé này nó có một cái điểm nó nữa đó là nó không hôi như dán nhà ha. Nói chung là nuôi nó khá là sạch sẽ và cái giá trị dinh dưỡng ở trong nó thì nó rất là cao, nó rất là tốt đó, và nó nuôi nó cũng sạch các bạn. Cái đồ ăn của nó là thường thường anh thấy là cho ăn cam hết ta? Dạ, dán Dubia thì nó ăn khá là đa dạng. Mọi thứ là rau củ quả trái cây, bổ sung thêm một ít đạm đối với sinh sản là cho ăn cắm gà hoặc là cắm chim, cắm trứng ở những cái tiệm bán mồi cho chim sẽ có. Để nó bổ sung cho những con cái để nó có sức để nó sản sinh ra những cái thế hệ mới. Thì thực ra mà gọi là cái dòng mà dán Dubia thì để lên được size này, cái lý do mà nó mắc tiền là nó rất là lâu lớn để lên size sinh sản để mà tiếp tục sản xuất ra. Phải mất tới 6 tháng rồi. Một con size baby mà có nhiêu đây thôi mà lên tới size mà sinh sản to hơn nữa thì nó cũng 6 tháng. Rất là lâu, cho nên là nó có giá trị. Nó giá trị và nó thứ nhất là nó sạch sẽ, nó không bị hôi. Đó, và nó chúng ta có thể tự nuôi, tự nhân giống ra sinh sản để cho các bé ăn. Thì thường thường những breeder nước ngoài á, và hiện nay là anh em Việt Nam bắt đầu áp dụng rồi. Có nghĩa là dù nuôi BD á, thì các bạn sẽ nuôi thêm một thùng dán nữa để chủ động về cái nguồn thức ăn. Và rồi sẽ biết được cái con mồi á, con mồi để cho những con bé mình ăn nó sạch sẽ. Giống như rồi, những anh em mà nuôi bô, nuôi rắn đâu á, thì nếu mà nhà có điều kiện á, đủ cái không gian á, thường sẽ nuôi thêm chuột để cho, tại vì con chuột ở nhà mình cho nó ăn những cái đồ ăn nó sạch sẽ rồi nọ, thì cái con chuột đó nó sẽ sạch, thì do ăn con chăn con đồ á, con rắn đồ nó sẽ cũng sẽ sạch luôn, nó không có bị bệnh luôn. Còn nhiều khi chúng ta mua ở ngoài á, thì nó cho người ta cho ăn cái gì mình không biết, đâm ra mình cũng hơi lo lắng. Đó thì thường thường là Quốc sẽ nuôi luôn những cái con dán này nè, nó sẽ ra dán con, dán con là cho các bạn nhỏ ăn, còn dán lớn này cho những bạn lớn ăn. Đó. Đây, có ai sợ dán không? Em có một hộp dán con trên đây. Dán này là một nửa là em mua, một nửa là em tách từ trong cái bầy sinh sản ra. Đó. Đây là dành cho có ai sợ không? Đây là dành cho bé baby, bé siêu baby và bé spiny tail. Spiny tail thì lúc nhỏ vẫn ăn đạm bình thường, vẫn ăn dán bình thường và kèm thêm ít rau, nhưng mà size to thì các bạn nên cho ăn rau. Đó là kinh nghiệm mình học được từ mấy anh chơi spiny tail từ size baby lên. Đặc biệt nó không hôi ha. Dạ. Nó không hôi nên cũng đỡ. Nói chung là nó ị cái phân nó khác với lại cái con dán nhà của mình. Dán nhà ị phân nó sẽ có nước, còn đúng con dán này ị cái nó phân nó luôn, sẽ khô queo luôn. Nhưng mà đấy là cái điều kiện mà các bạn cho cái lỗ nó thoát hơi đủ. Còn ví dụ như các bạn cho cái hổ quá ít đi, hoặc là nuôi một số lượng dán quá lớn, thì các bé nó di chuyển qua lại nhau nó sẽ tạo nhiệt. Mà tạo nhiệt nó trong cái môi trường mà hiện tại chính là quá ẩm. Và nó sẽ hầm hơi thì dẫn đến việc hơi nước nó rớt xuống, nó dính cái phân nó sẽ nhão ra rất là dơ. Và có một số bạn chơi gì là kiểu là nuôi dán mà lười dọn phân. Nghĩa là ví dụ như mình thì là kiểu em thì là hai tuần em dọn một lần. Thì nó sẽ sạch sẽ, thứ nhất là sạch sẽ, cái hai nữa là nó nhìn nó vô nó đẹp. Còn có một số bạn nhiều khi nuôi em thấy nuôi cả năm luôn tự nhiên không dọn phân mà nhìn lớp phân dày vô khúc ra, dày cả khúc luôn. Mà tới nó không hôi nhưng mà không dọn là kiểu đó là nó hôi. Nó ẩm nó ra cái mùi mốc rất là mốc luôn. Có nghĩa là hiện nay á, là mấy bé này là em cho ăn mỗi ngày. Dạ, em và mỗi ngày á, là một bé lớn này là một bản dán. Một bản dán và rau muống. Một rau muống. Vậy là được rồi. Và một tuần sẽ cho nghỉ ăn một ngày. Một tuần sẽ cho nghỉ ăn một ngày. Dạ, thì cái mục đích của cái việc nghỉ ăn một nghỉ ngày ăn này, một ngày đó là thứ nhất là để các bé tiêu hóa cái lượng thức ăn mà đã ăn trong cái những ngày vừa qua. Để thứ nhất là ví dụ các bé có muốn đi vệ sinh ngày hôm đó thì giống như này bé này vệ sinh thì là nó tích trữ một cái lượng lớn thức ăn thì nó sẽ ị ra ngoài rồi mình sẽ dọn cái phân nó đi. Đó, để thứ nhất là nó nghỉ ngơi, ví dụ nó ăn nó cái cơ quan chức năng nó tiêu hóa một cái lượng thức ăn lớn rồi. Những cái ngày trong cái quá trình ăn á thì em thấy là những cái bé ở đây em nuôi á là trong quá trình đó là nó sẽ không ị. Thì cái ngày mà em cho nghỉ đó, ví dụ như ngày hôm nay chẳng hạn là nó sẽ đi ị, thì đó là một cái ngày giống như là mình xả đi. Mình làm việc nó mệt mỏi rồi thì mình nghỉ, coi như mình có ngày chủ nhật để nghỉ ngơi á. Dạ đúng rồi.
Ok em. Rồi hồi nãy có một cái cũng rất là hay luôn, mà cái này là mà tại vì hồi đó anh có nuôi dòng này. Yeah. Nhưng mà thật sự là anh mê rùa cạn với lại igu hơn cho nên là không có tập trung cho nó lắm. Yeah. Thì mới nghe Quốc nói một cái rất là hay luôn, thì anh em cũng lưu ý. Có nghĩa là cái này em thứ nhất là cái chuồng này á, là em có xịt ẩm không? Em tạo độ ẩm cho chuồng này như thế nào? Thường thì đuôi rồng út các bạn không nên xịt ẩm vào chuồng. Ừ. Đặc biệt là không nên trong chuồng các bạn không, ví dụ như các bạn có một chén nước thì ok, nhưng mà không nên để chén nước nó bị đổ ra ngoài. Để tạo độ ẩm cho rồng út thì các bạn nên ngâm ấm là nhiều. Không nên ngâm ấm. Một tuần mấy ngày? Một tuần, cái này thì tùy vào mỗi người có thời gian rảnh nhiều hay không. Đối với em thì một tuần một lần thôi, hoặc một tuần hai lần nếu như mà có thời gian. Ngâm ấm, ngâm nước ấm bình thường. Có một số người thì người ta siêng hơn thì mỗi ngày ngâm ấm, nhưng mà ngâm trong khoảng thời gian rất là ngắn. Ừ. Cỡ 1-2 phút là người ta lấy ra. Để thứ nhất là các bé có uống nước thì uống nước, hoặc là đi vệ sinh trong khoảng thời gian đó. Thường thì nếu như anh Nam thì anh Nam xịt nước vô mấy igu thì igu sẽ đi vệ sinh. Ừ. Thì đồng út cũng vậy. Có một số bạn kêu là bây giờ em xịt, giống như nãy anh Nam có hỏi em là xịt ẩm trong chuồng được không, thì đối với ý kiến cá nhân của em thì em không biết những người khác như thế nào, thì qua quá trình em nuôi thì em nghĩ là không nên. Bởi vì anh xịt ẩm như vậy á, rồng út nó rất dễ bị bệnh phổi. Nó hơi ấm nó bốc lên, thứ nhất là cái đèn sưởi nó chiếu xuống, rồi anh xịt ẩm bên đây nó sẽ, tuy là nó không ảnh hưởng đâu, nhưng mà nó nóng một hồi nó sẽ bốc cái hơi nước của nó lên. Và cái thứ hai nữa là cái lót chuồng em chơi á là cùi bắp và phân nền này là AK. Nó nếu như mà xịt ẩm liên tục mà nó không thoát hơi kịp á, nó tích ở dưới nó sẽ bị nấm. Nó bị nấm ở dưới đây. Ừ. Cái chất nền này là cùi bắp sấy khô ha các bạn ha. Không anh, cái này là đất AK, cái này là đất dùng AK. Để bán cạn. Đất này đất trồng cây nè, trồng bonsai nè. Nó hút nước rất là tốt. À. Khi mà rồng út thì các bạn biết là rồng út nó đi phân thì nó sẽ có đi đái nữa. Nó đi tiểu thì nó sẽ ra nước. Thì cái dạng phân nền này nó sẽ hút nước lại. Nó hút cái nước đó thì nó sẽ đỡ cái mùi hôi hơn. Rồi cái cùi bắp thì là cái này. Này là cùi bắp nhập. À. Cùi bắp nhập. Cùi bắp sấy khô. Nó rất là nhẹ và mình trong cái quá trình mà trải nghiệm cái loại lót chuồng này thì mình thấy nó rất là tốt cho anh em chơi rồng út luôn. Nó nói chung là nó khử được mùi rất là tốt. Thì các bạn hửi vô cái mùi cái chuồng này, không có cái chuồng nào mà hôi hết. Ví dụ như thường mà các bạn nghe mùi hôi là chắc chắn biết lúc đó nó đã ị rồi đó. Ừ. Là lúc mới ị ra thì nó sẽ có mùi. Còn mà trong cái những ngày sau thì nó sẽ không còn mùi nữa. Nhưng mà mình xài cái mấy cái lót chuồng nhỏ nhỏ này mình có sợ bé nó ăn vô nhiều tắc ruột không ta? Ăn dính vô. Thực ra thì hiện tại là đối với những bé size to này á, những bé thì các bé sẽ không có cái hiện tượng là liếm đất nền. Em thấy là trải nghiệm những cái bé mà size to thì là cái việc mà các bé liếm bậy nó rất là ít. Ừ. Còn những bé nhỏ thì các anh em khuyến cáo là không nên dùng lót chuồng. Bởi vì các bé nó nói chung là trẻ nhỏ mà, nó hiếu động. Thì nó thấy cái gì vô miệng là nó táp, nó nuốt. À. Đó thì là nghĩa là từ size 3X trở lên là các anh em đã có thể sử dụng lót chuồng, cái loại lót chuồng này. Còn size nhỏ hơn thì theo như em thì em nên để cái chuồng trơn vậy luôn. Trơn. Dạ, tại vì cái chuồng PVC này á, nó chống thấm nước. Ừ. Cho nên là các bé có ị ra nó cũng không có dính sát xuống với cái lao cũng dễ. Dạ nó lao cũng dễ. Ok các bạn, có nghĩa là theo kinh nghiệm của Quốc á thì là cái này hồi xưa mình có mắc phải ha. Thứ nhất là mình để một cái chén nước rất là to trong chuồng đó thì nó cũng không có vững lắm, nó hơi nhẹ, các bé nhiều khi nó làm đổ. Cái thứ hai nữa là mình cũng có xịt ẩm vô chuồng luôn đó, thì theo như Quốc nói mình xịt ẩm vô chuồng dưới cái nhiệt của cái đèn á thì nó sẽ làm hơi nước nó bốc lên, bốc hơi lên rất là nhiều, hầm 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 như nè, thì bé nó rất là dễ bị vấn đề về phổi ha. Thì cái cách mà chúng ta bù ẩm cho các bé đó là chúng ta cho bé nó ngâm nước. Ngâm nước nó có nhiều công dụng, nó cũng tương tự như igu, có thể đi vệ sinh trong nước. Khi mà bé nó đi vệ sinh trong nước thì chúng ta có thể nhìn cái phân đó để chúng ta biết là phân xấu hay phân tốt. Phân xấu hay phân tốt thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái hệ tiêu hóa. Nếu phân xấu thì cái hệ tiêu hóa đang có vấn đề, chúng ta phải can thiệp vô liền sớm. Còn phân tốt thì ok. Đó, cái thứ hai nữa bé nó sẽ uống nước để bù nước. Dạ. Cái thứ ba nó da của nó sẽ được bù ẩm. Dạ. Đó là những cái công dụng của cái việc ngâm nước. Dạ. Thì như Quốc đây thì một tuần chỉ ngâm một lần thôi. Dạ. Bạn rảnh thì hai tuần hai lần, ba lần, thậm chí là có thể mỗi ngày. Tuy nhiên nếu mà mỗi ngày cái thời gian nó ngắn lại. Dạ. Đó là cái kinh nghiệm của Quốc ha, cũng rất là hay luôn. Không có cần xịt ẩm, sẽ hạn chế được vấn đề về phổi, về nấm. Dạ. Rồi, thì về cái vấn đề mà ẩm này á, thì có một cái tip nhỏ nữa là đối với các anh em mà chơi siêu á, giống như bé này thì luôn luôn phải có một chén nước trong chuồng.
đó là chỉ duy nhất dòng siêu mới cần điều đó. Lý do gì hồi nãy mình cũng đã nói là cái da của siêu nó rất là mỏng, nó cần một lượng ẩm nhất định để thứ nhất nó lột, nó luôn luôn lột da và nó cần một lượng ẩm nhất định để nó lột cái lớp da đó đi. Thì cái việc mà để một cái chén nước trong chuồng cho cái dòng siêu á, nó là một điều rất cần thiết. Tuy nhiên trong cái quá trình đó các bạn vẫn phải ngâm ấm bình thường, chứ không có được là, nghĩa là có bé nó sẽ chạy nhảy vào chén nước trong chuồng để nó ngâm, có bé nó không bao giờ đụng vô. Thì cho nên để đảm bảo thì mình nên ngâm ấm, thì mỗi ngày chỉ cần 5 phút thôi là được. Ok em, rồi bây giờ chốt lại em có thể nói theo cái kinh nghiệm của em, cái trải nghiệm của em, thì em có thể cho người xem cũng như là những anh em newbie muốn tìm hiểu BD, muốn nuôi BD, thì 5 cái điều lưu ý quan trọng khi mà nuôi BD, nên hoặc là không nên gì đó, 5 điều. Cái thứ nhất thì cái này là theo kinh nghiệm của em, thì cái điều thứ nhất là các bạn phải lựa cái người nó uy tín. Thì cái việc mà các bạn gặp cái trục trặc gì đó thì các bạn quay trở lại các bạn hỏi, thì người ta sẽ có cái uy tín, người ta có cái trách nhiệm cái điều đó, các bạn, người ta sẽ trả lời cho các bạn. Cái điều thứ hai là trước khi mà các bạn rước một bé rồng út về hay là bất kỳ một cái dòng bé bò sát nào, cái điều đầu tiên là các bạn phải có một cái chỗ ở đàng hoàng, đặt cái đó giống như là một cái nhà của nó luôn á. Các bạn mua nhà cho bé của các bạn luôn. Thì thứ nhất các bạn phải tìm hiểu cái dòng bé của các bạn cần những điều kiện gì, và cái thứ hai là đa số hiện tại là những cái xưởng chuồng ở Việt Nam, ví dụ như bên anh Lương Công Duy, hay là xưởng chuồng thú cưng ở dưới Biên Hòa Đồng Nai, Hoàng Chí thì đều có những cái thông số về chuồng cũng như là cái chuồng đáp ứng cho những từng dòng khác nhau, thì các bạn có thể liên hệ với những cái anh đó. Cái điều thứ hai nữa là về điều kiện chăm sóc, thì đối với dòng rồng út này thì hồi nãy giờ mình cũng đã nói, thì đối với những bạn nuôi trong nhà thì phải đáp ứng là tạo được cái nguồn nhiệt và cái nguồn UV đủ cho các bé, đó là cung cấp cái đèn UVB của cái này mình dùng của Exoterra, một cái dòng đèn này rất là bền và nó rất là nổi tiếng ở của Mỹ. Thì cái dòng đèn này nếu mà dùng đúng á, là có thể đến một năm đúng luôn, là tại vì cái này là mình dùng máy đo, cái này mình dùng máy đo thì nó sẽ hiện ra được đúng thông số, là dùng được một năm. Nếu như có bạn nào mà muốn thay thì có thể là 7 tháng đến 8 tháng sau là mình thay được rồi. Nhưng mà thực ra mình nói cũng không cần thiết đâu, dùng tới 1 năm các bạn hẳn thay. Nó rất là bền, cái dòng đèn này rất là bền. Cái sưởi này thì mình cũng dùng của Exoterra. Cái lý do mà mình dùng cái đèn này là thứ nhất, đèn sưởi UVA mình, các bạn phải hiểu là chuồng phải chia ra được hai mảng là mảng lạnh và mảng nóng. Cái điểm nóng á, là các bạn phải tạo ra một cái khoảng không gian đó nóng, cái khoảng đó nóng chứ không phải là một điểm nóng. Ví dụ như mình dùng cái đèn này là của Trung Quốc, thì cái lượng nhiệt mà nó tạo ra nó là chiếu từ thẳng từ trên xuống dưới, cho nên các bé sẽ rất là ngại khi mà đi xuống dưới cái đèn này để mà sưởi. Còn đối với cái đèn này là nó tỏa ra, nó tỏa cái lượng nhiệt ra. Thứ nhất là cái chui đèn này nó sẽ không bị chảy. Em dùng rất là nhiều cái chui mà nó bị chảy giống như cái này, là đều dùng cái đèn này hết. Đây nè, cái đèn nó bị chảy ra nè mọi người. Có một số anh thì kêu là nó không chảy đâu, nhưng mà nó vẫn chảy, tại vì cái chui nó xứ. Nhưng mà cái đồ mà dây cắm điện, vô dạ, trong nó rất là nguy hiểm luôn. Cái đèn này nó nóng. Dạ, nó rất là nóng, nó rất là nóng. Tại vì đèn là đèn diode. Dạ, đèn này nó dùng diode, cho nên là rất là nóng. Tuy nhiên nó lại sinh ra một cái lượng nhiệt lớn, cho nên nhiều anh em xài và nó kinh tế ở chỗ là nó rẻ. Cái đèn này thì là tới 150 lần, nhưng mà nó rất là hợp lý và an toàn. Cái thứ tư nữa là... Khoan cho anh nói tiếp cái đèn. Thì cái nhu cầu của con rồng út á, nó vẫn cần hai cái đèn có tia UVA và UVB ha. Các bạn có thể thấy là cái bóng xoắn á, cái bóng xoắn là cái bóng UVB. Chúng ta coi cái cách bố trí đèn của Quốc luôn, mà nó là cũng là cái kỹ thuật luôn á. Cái bóng xoắn là cái bóng UVB, thì cái bóng này nó chỉ phát ra ánh sáng và cái tia UVB, nó không có phát sinh nhiệt. Cho nên là chúng ta có thể bố trí nó nằm ngay giữa chuồng để nó tỏa cái tia ra cho nó full cái dàn chuồng luôn. Còn cái bóng tròn kia á, là cái bóng UVA, thì nó ngoài ánh sáng UVA thì nó có phát sinh nhiệt nữa, thì nó tạo ra một cái vùng sưởi. Đó, cái bóng này giống như Phúc Quốc vừa chia sẻ, nó phủ ra một cái vùng sưởi, cái vùng này nó nóng. Đó, nguyên cái vùng này. Còn cái bóng này á, cái điểm dở nó là một cái điểm sưởi thôi, nó giống như cái kính lúp mà chúng ta chiếu đèn á, nó có một cái điểm đó, cho nên nó rất là nóng. Đó, nó rất là nóng. Đó, còn cái này là nó cả một cái vùng luôn. Đó thì chúng ta có thể coi cái cách bố trí đèn. Cái đèn UVA chúng ta đặt một bên góc,
một bên góc thôi, để ví dụ như bé nó cần nóng nó sẽ bò qua cái góc đó nó phơi. Dạ, còn rồi. Bình thường nó đứng ở cái góc nào á nó cũng sẽ sửa được cái UVB hết, cái UVB thì nó không có nóng, nó nằm ở giữa chuồng và nó tỏa đều hết các chuồng luôn. Dạ, ok rồi. Em rồi bây giờ qua điều thứ tư. Cái điều thứ tư là về dinh dưỡng đi. Dinh dưỡng thì nói chung là rồng út thì nó ăn đa dạng côn trùng và rau. Thì ví dụ như là ví dụ các bạn không có rau thì các bạn có thể cho các bé ăn dán Dubia hoặc là dế nguyên tuần luôn, rồi khi nào các bạn có thể mua rau thì các bạn cứ bổ sung. Thì thực ra trong môi trường tự nhiên rồng út nó không ăn rau là thường xuyên đâu, nhưng mà trong môi trường này á, đối với những bé size to mình cho ăn rau để thứ gì, thứ nhất là kéo dài tuổi thọ, cái thứ hai là để các bé đi vệ sinh, đi tiêu hóa tốt hơn, chất xơ mình nó có chất xơ trong người. Có một số bạn hỏi em là bây giờ ví dụ như em không cho ăn rau luôn, em cho ăn động vật thôi thì vẫn được, nhưng mà chắc chắn các bạn sẽ không có một con bé mà gắn bó với mình lâu dài được. Nó sẽ rất là mau chết. Có một số anh em vì bữa đi offline hội Fatel thì có một anh mua của một người quen một con Zero mà size có 15 xăng mà nuôi một năm lên được gần 60 xăng, gần max size. Thì em rất là ngạc nhiên, em hỏi tại sao nuôi được như vậy. Nói cho ăn dán Dubia thường xuyên mà kích size lên. Nói chắc chắn những cái con mà size to như thế các bạn nuôi nó rất là ngắn và rất mau chết. Tuổi thọ giảm xuống. Tuổi thọ giảm xuống rất nhiều. Ví dụ như bình thường ở nước ngoài hiện tại là họ nuôi có thể là 12 đến 13 năm là nghĩa là hiện tại cái là ghi nhận được. À. Dạ, ghi nhận được, nhưng mà có thể hơn nữa nếu như mà họ kiên trì. Nhưng mà đối với những người mà kích size bằng cách là cứ ép cho các bé ăn liên tục để các bé lớn lên thì chắc chắn tuổi thọ chỉ có 3 đến 4 năm là cùng. Hoặc là ví dụ như các bạn mà nuôi gọi là sửa lại cái chế độ ăn hiện tại á, thì cũng chỉ lên được nửa năm thôi. Thực tế nó có một số bộ phận là hay sử dụng những cái phương pháp gọi là can thiệp thô bạo để mà kích size giống như Quốc vừa chia sẻ đó, thì nó trái với cái cách vận hành tự nhiên, trái với cái quy luật tự nhiên, thì nó sẽ làm cái tuổi thọ của bé nó giảm xuống rất là nhiều, hoặc là cái tinh thần của bé nó sẽ bị stress hoảng loạn. Ở bên Igu cũng có một số người là coi như vì kích size Igu cho nó mau lớn để nó vô mùa sinh sản để khai thác là mở đèn 24/24 luôn, có nghĩa là thay vì con Igu là nó là loài sinh hoạt vào ban ngày, có nghĩa là nó sẽ sinh hoạt mặt trời mọc và mặt trời lặn. Mặt trời mọc thì nó đi kiếm ăn, mặt trời lặn thì nó về nó ngủ đó. Thì khi mà mặt trời vừa lặn xuống là các bạn lên đèn mở tới sáng luôn, thì con Igu á khi mà mở đèn á là nó còn thức, nó còn ăn, và các bạn nuôi quanh năm suốt tháng nó như vậy, không cho con người ta có thời gian nghỉ ngơi ngủ nghỉ, mà nếu có ngủ á thì ngủ trong cái trạng thái chập chờn đó, cứ mở đèn là ăn, thì nó ăn liên tục, rồi nó có đèn nó sẽ tiêu hóa liên tục thì nó sẽ lớn nhanh, nhưng mà cái tinh thần của tụi nó rất là hoảng loạn, các bạn biết không, nó rất là dễ bị stress đó, và vô cái mùa sinh sản thật ra là nó không có đạt hiệu quả đâu, nó sẽ trứng rồi nó sẽ dễ bị hư, bị lỗi phôi rồi nó yếu. Cho nên là đừng có làm cái gì nó trái với tự nhiên, giống như là bé này nó ăn hai chế độ ha, vừa thực vật vừa động vật, mà chúng ta cứ như là vì kích size chúng ta cho nó ăn thuần động vật luôn, bỏ qua cái thực vật thì chắc chắn là cái hệ tiêu hóa của nó sẽ không có tốt rồi, nó sẽ thiếu chất rồi, thì nó sẽ không có lâu dài được, cái dòng đời nó sẽ rất là ngắn. Thì một phút cho quảng cáo luôn, thì cũng rất là nhiều anh em nuôi BD là sử dụng VIP dành cho Igu á, là cho bé nó ăn VIP để thay cái rau tươi. Tại có nhiều người ta bận rộn quá, người ta không có chuẩn bị rau tươi đâu được, bảo quản đâu, thì người ta cho ăn cái VIP hạt là nó có đạm động vật, rồi nó có chất xơ, có những cái vitamin ở trong đó, có khoáng chất, có men tiêu hóa trong đó, thì cho ăn VIP chung với lại cái mồi sống như thế này ha, là cũng rất là ok, rất là tốt luôn. Và cái điều cuối cùng là cái này là rất là nhiều anh em mà hiện tại là mắc phải luôn, đó là cái việc mà bật UVB quá mức chịu đựng của con bé. Tại vì thực ra các bạn phải để ý là cái nhiệt lượng mà cái lượng UVB mà một con rồng út cần cho một ngày nó rất là ít chứ không phải là nhiều. Bởi vì các bạn nuôi trong chuồng, các bạn sẽ để ý là các bé không bao giờ bước qua được bên điểm nóng. Nghĩa là nếu như mà bước qua các bé chỉ là đi qua, kiểu đi ngắm cảnh rồi đi qua đi luôn thôi, chứ không có đứng ở đó mà nằm rồi phơi hoài như vậy. Có một số anh em thì bật cái tận cả ngày luôn, đi quên tắt. Hỏi sao bật dữ vậy, bật quên tắt. Thì nếu đối với những cái bé mà nhiều UVB quá nó lại không tốt, nó có thể dẫn đến cái việc là các bé vẫn bị MBD như bình thường nha mọi người. Có một số ở cái breeder bên nước ngoài họ bảo là nếu như mà dư UVB vẫn có thể bị MBD, chứ không phải là thiếu canxi.
dư hay thiếu đều bị dạ, đều sẽ bị hết. Thì tối đa mà mọi người nên bật một ngày là 8 tiếng đồng hồ. Nghĩa là nếu như mà mọi người bận lắm thì ít thì phải là 10 tiếng là mọi người buộc phải tắt. Không được vượt qua mức 10 tiếng, bởi vì không cần thiết. Thứ nhất là cái đèn nó sẽ có hạn sử dụng, mà mọi người bật như vậy là mọi người sẽ rất nhanh là phải mua lại đèn tiếp. Mà ví dụ như các bạn là mua cái đèn mà các bạn xài mỗi ngày chỉ có 8 tiếng đồng hồ như mình thôi thì có thể xài tới cả năm. Đó là cái việc mà mình rất là cần các bạn để ý, là bởi vì cái ánh nắng ở bên ngoài á thì cái lượng UV nó rất là nhiều, mà ngay cả trong tự nhiên con rồng út nó cũng đâu có đứng dưới ánh sáng để mà nó phơi hoài được. Thì cái việc đó là minh chứng cho cái việc là việc bật UVB quá nhiều trong một ngày nó không cần thiết. Có giới hạn thôi. Dưới đây em á, cái thời gian em bật đèn là sao? Buổi sáng là sẽ là lúc 8 giờ sáng là em sẽ bật, và buổi chiều là 3 giờ rưỡi đến 4 giờ là em tắt. Là nghĩa là một ngày là cỡ 6 đến 8 tiếng là vừa đủ. 6 đến 8 tiếng. Dạ. UVB, UVA cũng vậy. 6 đến 8 tiếng. Nói chung là cùng bật cùng tắt hết. Dạ, cùng UVA và UVB. Đó là em thấy là nó phát triển rất là tốt, và các bé đều nói chung là tiêu hóa ăn uống bình thường. Rất là tương tác luôn. Rất là tốt luôn. Rất là hay luôn. Nãy giờ nghe đã không bạn? Coi sướng không? Rất là nhiều kiến thức ha, rất là nhiều những cái chia sẻ, những cái trải nghiệm thật lòng, rồi những cái bài học rút ra mà Quốc đã chia sẻ tới mọi người ha, phải nói là tuyệt vời luôn. Ok, cái clip này nó quá chất lượng về mặt kiến thức, về mặt thông tin rồi. Cho nên là mình chúng ta sẽ dừng ở đây. Ai mà có thắc mắc gì cứ comment bên dưới, và nhớ subscribe kênh YouTube của Quốc ha, kênh Best Reviewer Việt Nam. Best đâu em giới thiệu cho rồi. Cái kênh của mình là Best Reviewer Việt Nam nha mọi người. Rất là hay luôn. Thì các bạn thấy Quốc vẫn còn đang đi học, vừa đi học vừa chăm dàn bé, rồi có một cái niềm đam mê với tìm tòi những cái thông tin, những cái kiến thức để mà thu thập về cho mình, rồi có cơ hội là sẽ chia sẻ với lại những người cùng đam mê đó. Rồi bên cạnh đó là chủ của một cái kênh YouTube nữa, thì do là vẫn đi học thì này nọ, cho nên là cái kênh đó thì cái gọi là cái tiến độ mà lên clip á thì lâu lâu nó một lần, nó tùy thuộc vô cái công việc học hành. Nhưng mà mọi người cứ subscribe kênh, thì khi nào mà thuận tiện thì Quốc sẽ lên clip, và trong clip của Quốc thì lúc nào cũng chất lượng về mặt thông tin và kiến thức hết. Ok, thank you mọi người đã xem clip nãy giờ ha. Bye bye.